Ay, no chưa. Mũi đau quá hả chứ. Biết là anh có gì trong cuộc lắm. Vô đây em. Gần xong rồi. 5 phút nữa. Ngồi chơi đợi chị tới ngang. Ngồi chơi đợi chị nghe. Chú nghe điện thoại nha chú. Thoại luôn.
quý vị nghe mà. Mắt đầu tí chứ. Bắt tay đi chú. Rồi để con chui chú. Đừng có mũi đau quá hề. À, chú nghiêng qua đây con nặng để tay cho. Đau quá.
Okay.